Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hoài Nghiệp Phát Triển của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với những thông tin ghi nhận từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Chương trình trưa nay, ngày 12 tháng 11, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Vũng Tàu lập 13 tổ ra quân xử lý điểm buôn bán tự phát. Huyện Xuyên Mộc khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Thành phố Bà Rịa nỗ lực tạo thuận lợi để cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Huyện Châu Đức nỗ lực phòng dịch tả heo châu Phi. Ghi nhận tại huyện Long Điền sẽ mở đầu chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay. Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Hưng bằng hình thức trực tuyến. Tiếp xúc cử tri xã Phước Hưng, tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền báo cáo dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2. Cử tri xã Phước Hưng đã kiến nghị Hội đồng Nhân dân huyện các vấn đề liên quan đến chế độ hỗ trợ người dân theo nghị quyết 68 của Chính phủ và tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Các kiến nghị của cử tri xã Phước Hưng đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới. Hội đồng Nhân dân huyện Đất Đỏ đã có buổi giám sát Ủy ban Nhân dân huyện về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2020. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, Cơ quan Thanh tra Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị các đơn vị trên địa bàn huyện khắc phục một số thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý ngân sách, tài chính công, tài sản công, điều chỉnh sổ sách kế toán, báo cáo quyết toán, đồng thời khắc phục việc xử lý tài chính và quản lý sử dụng biên chế. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và rút kinh nghiệm trong những năm sau. Làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan đơn vị để xảy ra những sai sót, hạn chế. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục rà soát kết quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, tăng cường chỉ đạo các đơn vị tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế sau thanh tra. Tiếp theo là những ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức kỳ họp thứ 3 khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện đã xem xét, thảo luận, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền, đáp ứng kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện Xuyên Mộc, Ủy ban Nhân dân huyện đã trình 14 dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 để mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ cho khu cách ly tập trung, khu điều trị, khu xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các công trình dịch vụ công ích trên địa bàn huyện. Quyết định chủ trương đầu tư dự án nạo vét, phát quang, khơi thông dòng chảy sông Ray, đoạn từ cầu sông Ray thuộc xã Hòa Bình đến hết địa phận xã Phước Tân. Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc cũng trình Hội đồng Nhân dân quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phước Tân, phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách huyện năm 2020 để phát triển sản phẩm chủ lực thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2021 và thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện. Sau khi xem xét thảo luận, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã đồng thuận thông qua các nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng mang tính chiến lược lâu dài, góp phần giúp huyện phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Tại kỳ họp lần này, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đã ký kết quy chế phối hợp công tác. Thưa quý vị, để đảm bảo yêu cầu chỉ tiêu chất lượng trong công tác tuyển quân năm 2022, từ đầu tháng 11, các địa phương trong tỉnh đã triển khai khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên nằm trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác khám tuyển không thực hiện đồng loạt ở các huyện mà luân phiên tổ chức ở từng xã phường thị trấn. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Xuyên Mộc.
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, mỗi xã thị trấn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tổ chức khám trong 1 đến 2 ngày. Mỗi điểm khám cũng chia khung giờ riêng biệt, tất cả thanh niên được xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi vào khám tuyển. Hầu hết thanh niên có lệnh gọi khám đều có mặt đầy đủ, sẵn sàng tinh thần lên đường nhập ngũ nếu trúng tuyển. Em thấy là năm nay em đủ tiêu chuẩn để đăng ký nghĩa vụ quân sự và em sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm trước khi nếu động. Thì em về theo lệnh của quân binh kia gọi khám thôi, nếu mà trúng tuyển thì em vẫn thực hiện bình thường. Trách nhiệm của thực hiện nghĩa vụ quân sự của người thanh niên là ưu tiên hàng đầu phải thực hiện. Đợt tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022, huyện Xuyên Mộc có 980 công dân đủ điều kiện được gọi khám sơ tuyển sức khỏe. Dự kiến Xuyên Mộc tuyển chọn 290 công dân nhập ngũ, trong đó có 245 công dân phục vụ trong quân đội, 45 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Quá trình khám sức khỏe, huyện tập trung kiểm tra chặt chẽ các tiêu chí, đặc biệt là thị lực, nhằm bảo đảm phương châm tuyển người nào chắc người đó. Quá trình thực hiện là luôn luôn là lấy cái chất lượng là trên hết, cho nên là ngay từ đầu là cũng các bước sơ tuyển đã được rà soát và chúng ta tiến hành là điều khám là với quan điểm là tuyển người nào chắc người đó, đầu tư trang thiết bị đo về mắt và đầu tư về cái X-quang và cái siêu âm đảm bảo đúng cái quy định của Bộ Chỉ huy sở tỉnh. Để hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, nắm chắc tình hình cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền động viên thanh niên và gia đình có thanh niên nằm trong độ tuổi nhập ngũ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Bây giờ là ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thành ủy Vũng Tàu đã có buổi họp bàn xử lý các điểm buôn bán tự phát vi phạm trật tự lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo, hiện trên địa bàn thành phố có 13 điểm buôn bán tự phát. Trong số các điểm buôn bán tự phát này, có 696 hộ đăng ký giấy phép kinh doanh do Phòng Tài chính kế hoạch thành phố cấp. Hiện tại, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch từ các điểm buôn bán tự phát luôn tiềm ẩn. Ngoài ra, các điểm này cũng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, mất an toàn giao thông, không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường. Tại cuộc họp Thành ủy Vũng Tàu bàn dẹp việc xử lý các điểm buôn bán tự phát, lãnh đạo thành phố thống nhất chủ trương. Từ ngày 15 đến hết ngày 21 tháng 11, thành phố Vũng Tàu tổ chức ra quân đồng loạt xử lý các điểm buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Lực lượng công an thành phố phối hợp với lực lượng chức năng thành phố và phường xã sẽ thành lập 13 tổ xử lý, gồm 198 người, tăng cường quản lý, xử lý ngăn chặn các vi phạm, lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông. Đồng thời bố trí, duy trì lực lượng thường xuyên ứng trực các địa điểm kinh doanh tự phát, tái vi phạm. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức kiểm tra 13 tuyến phố có điểm buôn bán tự phát, kiên quyết đóng cửa các hộ kinh doanh không có giấy phép kinh doanh trên các tuyến phố này. Đồng thời đề nghị công an thành phố ghi hình lại tất cả các điểm buôn bán tự phát trước và sau khi tổ chức ra quân, tập trung xử lý tất cả các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, xả nước thải, vi phạm quy định diện tích mái che, thu hồi tất cả các xe tự chế không đủ điều kiện kiểm định lưu thông trên đường. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã chủ trì buổi giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo với lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, Mặt trận Tổ quốc thành phố cho biết trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thành phố đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật là công tác an sinh xã hội. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Vũng Tàu đã vận động và trao tặng hàng hóa, nhu yếu phẩm cho 50.614 lượt hộ gia đình gặp khó khăn do dịch COVID-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá 59 tỷ 500 triệu đồng và gần 4 tỷ 500 triệu đồng tiền mặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và phường xã vận động hơn 16 tỷ 300 triệu đồng gồm quà và tiền mặt trao tặng người dân khó khăn và hộ dân trong khu phong tỏa. Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng số tiền hơn 1 tỷ 900 triệu đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Lê Thị Thanh Bình,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Vũng Tàu, yêu cầu trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị thành phố cần tăng cường công tác phối hợp về công tác an sinh, hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19, tập trung chăm lo cho đời sống người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Chương trình Hòa nhập phát triển tiếp tục với những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Theo quy chế được ký kết, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bà Rịa sẽ phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tổ chức tiếp xúc cử tri, chuẩn bị kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lấy phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu. Lãnh đạo thành phố Bà Rịa đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố ngoài thực hiện tốt những nội dung trong quy chế, còn chủ động tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành các cơ chế chính sách phù hợp và hiệu quả, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị của cử tri. Hội nông dân thành phố Bà Rịa phối hợp với Ban Tuyên giáo thành phố tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 60 cán bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó nông dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19, lớp học được chia làm hai nhóm, nhóm học trực tiếp 20 học viên và nhóm còn lại học theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian một buổi, 60 cán bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó nông dân, các xã phường trên địa bàn thành phố Bà Rịa được tập huấn các nội dung, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nghiệp vụ tổ chức, xây dựng hội, công tác kiểm tra giám sát và phản biện xã hội, công tác hỗ trợ nông dân. Thông qua nội dung tập huấn, cán bộ hội viên nông dân sẽ nắm vững hơn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, từ đó làm tốt vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dự báo đầu ra khó khăn, nên nông dân trồng hoa ở Kim Dinh, thành phố Bà Rịa chủ động giảm diện tích trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nhâm Dần 6 hecta so với năm trước, chỉ còn 16 hecta các loại. Trong số đó, phần lớn vẫn là hoa cúc. Để cho hoa cúc nở đúng dịp Tết, thời điểm này, các nhà vườn trồng hoa cúc tại làng hoa Kim Dinh đang trong đèn thắp sáng cho hoa. Đây là một kỹ thuật cơ bản nhằm biến đêm thành ngày, giúp cho hoa phát triển theo ý muốn của người trồng. Theo các hộ trồng hoa cúc Tết, thắp đèn là một trong những kỹ thuật cần thiết được người trồng hoa áp dụng để cây hoa có thêm ánh sáng quang hợp, giúp cây hoa phát triển hơn. Thân cây thẳng, nở những bông hoa to đúng thời điểm theo ý định của người trồng. Hoa cúc được thắp đèn khi xuống giống được một tuần, thời gian thắp đèn sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Khi được chăm sóc bằng điện thì cây hoa có thể cao 70-80cm, hoa to, cánh dày, màu sắc rực rỡ hơn. Nghề trồng hoa Tết tại phường Kim Dinh là nghề truyền thống nhưng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Đặc biệt, vào những tháng cuối năm tiết trời lạnh, ít ánh nắng nên việc sử dụng phương pháp thắp đèn để cung cấp đủ ánh sáng cho hoa là cần thiết. Mặc dù việc trồng đèn tốn kém chi phí tiền điện nhưng giá trị thu về cao hơn nhiều so với cách trồng hoa thông thường. Thưa quý vị, sau thời gian phải tạm ngưng cho tập trung nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, hiện lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh tiến độ cấp căn cước công dân cho người dân trong độ tuổi quy định nhằm đạt mục tiêu trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 phải hoàn thành cấp hơn 950.700 căn cước công dân gắn chip. Tại thành phố Bà Rịa, bắt đầu từ ngày 28 tháng 10 đến nay, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Bà Rịa và Công an các xã phường trên địa bàn đã huy động tối đa lực lượng để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip. Do yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, nên mặc dù bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa đã hoạt động trở lại, tuy nhiên, tổ cấp căn cước công dân gắn chip tại đây vẫn chưa được phép hoạt động để tránh tập trung đông người. Vì vậy, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố Bà Rịa vẫn duy trì điểm cấp căn cước công dân cố định tạm thời tại Thư viện thành phố từ ngày 28 tháng 10 đến nay để cấp căn cước công dân cho người dân có nhu cầu. Công an thành phố cũng mạnh dạn để rồi tham mưu cho Ủy ban thành phố đã chọn những cái điểm để lập một cái điểm cố định để tiếp tục cấp. Thì để thực hiện công tác phòng chống dịch thì chúng tôi
là thực hiện, yêu cầu nhân dân là thực hiện theo cái nguyên tắc 5K, đảm bảo về cái khung giờ chúng ta cho bắt số để đảm bảo cho cái việc là không mất thời gian của công dân phải chờ đợi. Song song với điểm cấp cố định trên, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng phối hợp với công an các xã phường trên địa bàn thành lập 11 tổ cấp lưu động, mỗi điểm lưu động thực hiện cấp từ 2 đến 3 ngày theo hình thức cuốn chiếu. Công an thành phố cũng yêu cầu đội quản lý hành chính bổ sung phương tiện, trang thiết bị, máy móc, kịp thời xử lý sự cố phát sinh để đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, liên tục, hiệu quả. Cái tổ này phối hợp với công an phường là thực hiện chỉ đạo nghiêm cái việc mà thực hiện các quy định 5K trong công tác phòng chống dịch để đảm bảo thực hiện cái công tác cấp căn cước công dân và các cái công tác phòng chống dịch nó được tốt. Tại các điểm cấp căn cước công dân lưu động, công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 được chú trọng. Trong tình hình dịch thì rất là căng thẳng nên mình tới đây mình rất là lo lắng. Nhưng mà khi tới đây rồi thì cảm thấy bàn ghế với lại xịt khuẩn rồi cách bố trí rất là làm mình hài lòng và mình yên tâm hơn. Trước khi đến đây thì em rất là lo lắng về vấn đề dịch bệnh, nhưng mà sau khi đến đây rồi thì em cảm thấy mọi người xung quanh và đều giữ quy tắc 5K, cũng xịt khuẩn hay gì đó nên là em cũng đỡ ngại và lo lắng hơn rất là nhiều. Theo kế hoạch ban đầu, đến ngày 1 tháng 7 năm 2021, Công an thành phố Bà Rịa phải hoàn thành cấp khoảng 108.000 thẻ căn cước công dân gắn chip cho công dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên đến nay, Công an thành phố mới cấp trên 80.000 thẻ và phải lùi thời hạn hoàn thành từ 1 tháng 7 sang 31 tháng 12 với 28.000 trường hợp chưa được cấp. Từ ngày 28 tháng 10 đến nay, tức thời điểm thành phố nối lại hoạt động cấp căn cước công dân sau thời gian tạm ngưng, mới chỉ có 1.103 hồ sơ được hoàn thành. Nguyên nhân là do đa phần người dân vẫn còn tâm lý ngại tập trung để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Do đó, lực lượng công an thành phố Bà Rịa đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ này. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Châu Đức đã xuất hiện nhiều ổ dịch tả heo châu Phi. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp đã phối hợp với chính quyền các địa phương có dịch, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của hộ chăn nuôi, chủ động phòng bệnh, nỗ lực sớm khống chế dịch tả heo châu Phi trên địa bàn. Tháng 8 năm 2021, gia đình bà Phạm Thị Hương ở thôn Thành Long, xã Kim Long là hộ đầu tiên của huyện Châu Đức phát hiện dịch tả heo châu Phi. 33 con heo, trong đó 4 con heo nái đang sinh sản và 29 con heo thương phẩm chuẩn bị đến kỳ xuất bán, mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy, ước thiệt hại khoảng 220 triệu. Hiện bà Hương đang bỏ trống chuồng trại không tái đàn vì không còn vốn và cũng vì lo dịch sẽ tái bùng phát. Tôi nuôi thì tôi cũng chích đầy đủ lắm nhưng mà nó bị rồi. Nhưng mà không biết lý do gì mà nó vô chuồng mà nó bệnh dịch như vậy. Nên em sợ lắm, giờ em không có nuôi nữa. Nghĩ lương bây giờ thiệt hại nhiều quá mà nuôi thì nó lỗ quá. Huyện Châu Đức là địa phương có tổng đàn heo lớn của tỉnh với hơn 160.000 con. Đây cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh tái bùng phát dịch tả heo châu Phi kể từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Châu Đức, tính đến tháng 11 năm 2021, trên địa bàn huyện có 70 hộ chăn nuôi heo tại 9 trên 16 xã có heo mắc bệnh dịch tả châu Phi với gần 4.100 con. Trong đó gần 2.000 con bị bệnh hoặc đã chết, buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 131 tấn. Các ổ dịch tập trung chủ yếu tại các xã Quảng Thành, Kim Long, Bầu Chinh, Bình Trung. Khi dịch tả heo châu Phi bùng phát, các hộ nuôi trên địa bàn huyện đã chủ động phòng ngừa. Thay vì khử trùng chuồng trại một lần một tuần như trước đây, ông Nguyễn Văn Tỏa ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba đã tăng lên 2-3 lần một tuần. Việc đo lường dung dịch khử trùng cũng được ông Tỏa chú trọng để bảo vệ đàn heo 120 con của mình. Bởi theo ông Tỏa, cách làm này sẽ tăng khả năng phòng bệnh cho khu vực trại heo. Do làm tốt công tác phòng chống dịch, chú trọng tiêm phòng vaccine, tăng cường sức đề kháng cho đàn heo thông qua việc chăm sóc dinh dưỡng, nên đàn heo của gia đình ông Tỏa luôn khỏe mạnh, ngay cả khi dịch tả heo châu Phi bùng phát gây thiệt hại nặng nề cho các hộ chăn nuôi trong năm 2019. Thì cái chuyện mà phòng chống dịch tả lợn châu Phi rất vô cùng quan trọng với người chăn nuôi heo. Mình muốn đàn heo của mình an toàn thì tốt nhất là tiêm đủ đầy đủ vaccine trên con heo. Cái thứ hai là sát trùng. Cái thứ ba là chăm sóc và dinh dưỡng thì hoạ mai mới cứu được đàn heo của mình.
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi, nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, các ngành chức năng huyện Châu Đức đang phối hợp với chính quyền các xã thị trấn, nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng. Trước tình hình cái dịch tả heo châu Phi trở lại trên địa bàn huyện Châu Đức, thì tổ chức tăng cường cái sát trùng theo cái định kỳ của nhà nước. Đồng thời đó thì tăng cường cái kiểm tra cái công tác giết mổ, nhất là cái giết mổ lậu, đồng thời là kiểm soát cái việc vận chuyển heo ra vào địa bàn huyện. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp, ngành nông nghiệp huyện Châu Đức cũng tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn, hạn chế người lạ ra vào khu vực chuồng trại, chuyển đổi nuôi heo theo hướng chăn nuôi sinh học. Đồng thời khuyến cáo, hướng dẫn người nuôi tiêm phòng vaccine, theo dõi, cập nhật diễn biến dịch bệnh để triển khai các giải pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả. Điểm đến cuối cùng của chương trình Hòa nhập phát triển trên nay là huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2021-2030. Đề án nhằm tạo cơ sở pháp lý, thu hút đầu tư từ xã hội, tạo nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển du lịch Côn Đảo theo hướng bền vững. Theo đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí, vườn quốc gia Côn Đảo, việc phát triển du lịch sinh thái tại đây sẽ được thực hiện theo phương thức tự tổ chức và cho thuê môi trường rừng tại 20 địa điểm và 17 tuyến du lịch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1668 ngày 18 tháng 6 năm 2020 với tổng diện tích hơn 908 hectare. Giá cho thuê môi trường rừng có các bên tự thỏa thuận nhưng không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm của bên thuê môi trường rừng trong phạm vi diện tích thuê. Trường hợp có hai tổ chức cá nhân trở lên cùng đề nghị thuê môi trường rừng tại cùng một địa điểm thì tổ chức đấu giá với mức giá khởi điểm không thấp hơn 1% tổng doanh thu thực hiện trong năm của bên thuê môi trường rừng trong phạm vi diện tích thuê. Thời gian thuê không quá 30 năm, định kỳ 5 năm đánh giá việc thực hiện hợp đồng. Hết thời gian cho thuê, nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu thuê tiếp, thì chủ rừng xem xét tiếp tục kéo dài thời gian cho thuê. Đề án cũng quy định chủ đầu tư phải lập quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai dự án trên thực địa. Công trình chỉ được xây dựng tại đất trống, trảng cỏ, nơi có cây bụi không có khả năng tự phục hồi. Tỷ lệ diện tích đất xây dựng công trình lưu trú không quá 5% tổng diện tích thuê môi trường rừng. Tỷ lệ diện tích xây dựng sân, bãi đậu xe, đường mòn, hạ tầng kỹ thuật không quá 15% đối với diện tích thuê môi trường rừng dưới 50 hectare và không quá 10% đối với diện tích thuê môi trường rừng trên 50 hectare. Chương trình Hoàn Chỉnh Phát Triển trên nay đến đây là khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.